bài. I like áo dài tay nhìn biết trong mỗi người. This is my valet. Every year, about 1,000 new words are added to the Oxford English Dictionary. Where do they come from, and how do they make it into our everyday lives? With over 170,000 words currently in use in the English language, it might seem we already have plenty. Yet, as our world changes, new ideas and inventions spring forth, and science progresses, our existing words leave gaps in what we want to express. And we fill those gaps in several ingenious, practical, and occasionally peculiar ways. One way is to absorb a word from another language. English has borrowed so many words over its history that nearly half of its vocabulary comes directly from other languages. Sometimes, this is simply because the thing the word describes was borrowed itself. Rome and France brought legal and religious concepts like altar and jury to medieval England, while trade brought crops and cuisine like Arabic coffee, Italian spaghetti, and Indian curry. But sometimes another language has just the right word for a complex idea or emotion, like naivete, machismo, or schadenfreude. Scientists also use classical languages to name new concepts. Clone, for example, was derived from the ancient Greek word for twig to describe creating a new plant from a piece of the old. And today, the process works both ways, with English lending words like software to languages all over the world. Another popular way to fill a vocabulary gap is by combining existing words that each convey part of the new concept. This can be done by combining two whole words into a compound word, like airport or starfish, or by clipping and blending parts of words together, like spork, brunch, or internet. And unlike borrowings from other languages, these can often be understood the first time you hear them. And sometimes a new word isn't new at all. Obsolete words gain new life by adopting new meanings. Villain originally meant a peasant farmer, but in a twist of aristocratic snobbery, came to mean someone not bound by the knightly code of chivalry, and therefore a bad person. A geek went from being a carnival performer to any strange person, to a specific type of awkward genius. And other times, words come to mean their opposite through irony, metaphor, or misuse. Like when sick or wicked are used to describe something literally amazing. But if words can be formed in all these ways, why do some become mainstream while others fall out of use or never catch on in the first place? Sometimes the answer is simple, as when scientists or companies give an official name to a new discovery or technology. And some countries have language academies to make the decisions. But for the most part, official sources like dictionaries only document current usage. New words don't originate from above, but from ordinary people, spreading words that hit the right combination of useful and catchy. Take the word meme, coined in the 1970s by sociobiologist Richard Dawkins from the ancient Greek for imitation. He used it to describe how ideas and symbols propagate through a culture, like genes through a population. With the advent of the internet, the process became directly observable in how jokes and images were popularized at lightning speed. And soon, the word came to refer to a certain kind of image. So meme not only describes how words become part of language, the word is a meme itself. And there's a word for this phenomenon of words that describe themselves: autological. Not all new words are created equal. Some stick around for millennia, some adapt to changing times, and others die off.
Some relay information, some interpret it. But the way these words are created and the journey they take to become part of our speech tells us a lot about our world and how we communicate within it. Xin chào các bạn, và chúng ta đã quay trở lại với Nhà Lạc rồi. Sau hai số liên tiếp là về tuyển sinh, thì hôm nay chúng ta lại quay lại số 6 là nói về chuyên đề hướng nghiệp chuyên sâu một ngành nghề nào đó. Thì đầu chương trình các bạn đã được coi một đoạn video rất là hấp dẫn, thú vị, dễ thương về việc là các từ mới đã được hình thành nên như thế nào. Thì đây là một phần mà rất là thú vị của nghề dịch thuật. Các từ vựng được bổ sung liên tục vào, và người làm nghề dịch thuật thì luôn luôn phải update thông tin và có rất là nhiều cái khó khăn trong nghề nghiệp. Thì với chủ đề ngày hôm nay là khai thác một cái vấn đề quan trọng của nghề dịch thuật, đó là về yếu tố văn hóa trong việc dịch thuật. Thì như là fanpage trường đã giới thiệu, thì hai khách mời hôm nay của chúng ta sẽ là tiến sĩ Phan Thế Hưng, là trưởng khoa ngoại ngữ, và bên cạnh là chị Vân Nguyễn, chị là CEO và đồng sáng lập của doanh nghiệp Forest Link, và cũng là cựu sinh viên khóa 13 ngành ngôn ngữ Anh của trường mình. Thì hy vọng là các bạn sẽ có một buổi trò chuyện thật là thú vị và nhiều thông tin bổ ích dành cho, thứ nhất đó là các bạn học sinh mà đang quan tâm tìm hiểu về khối ngành ngoại ngữ, đó là ngành ngôn ngữ Anh nè, ngành Đông phương học, và các bạn mà là sinh viên của ngành ngôn ngữ Anh đang cần phải tìm hiểu về chuyên ngành của mình. Thì đầu tiên với chủ đề ngày hôm nay á thầy, thì thầy là em biết là thầy bảo vệ luận án tiến sĩ, là chuyên ngành lý luận ngôn ngữ, và thầy cũng giảng dạy rất là nhiều năm và kinh nghiệm làm việc cũng nhiều. Thì với chủ đề hôm nay và đối tượng của mình là các bạn học sinh và sinh viên, thì thầy có chia sẻ gì ạ? Đầu tiên tôi cảm ơn Nhà Lạc đã cho phép chúng tôi được ngồi đây nói chuyện với nhiều cái đối tượng rất trẻ. Và tôi nghĩ các bạn trẻ ngày nay cũng có rất nhiều ước vọng cho tương lai của mình. Và đó là cái điều làm cho tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi có thể trao đổi, chia sẻ những cái gì mà tôi đã trải qua, đã biết cùng với các bạn. Thế thì đầu tiên nói về cái ngôn ngữ Anh. Thì các bạn biết tiếng Anh ngày nay nó là toàn cầu. Dù muốn dù không, tất cả mọi người thế giới đều phải dùng tiếng Anh cả, nếu họ muốn giao tiếp thành công trong cuộc sống của họ. Và vì vậy cho nên là nói đến là học được tiếng Anh để thành thạo một mức nào thì đó là vấn đề khác, đòi hỏi cả cái năng lực của cá nhân, cả cái việc thời gian của chúng ta và kể cả người hướng dẫn giảng dạy. Thì hôm nay trong cái dịp này thì cái chủ đề là cái văn hóa trong ngôn ngữ trước, sau đó nói tiếng Anh sau. Nhưng mà trước khi là nói đến trường văn hóa thì tôi cũng biết là các bạn học sinh ở phổ thông trung học ngày nay, nhất là ở Việt Nam, phần nhiều là học theo cái lối mà ta gọi nó là grammar translation, ngữ pháp dịch. Có nghĩa là mình làm những bài tập ngữ pháp nhiều, học thuộc lòng nhiều. Và trên cơ sở đó thì chúng ta có thể đạt được những điểm rất là tốt. Và nhưng mà khi ta lên bậc đại học cao hơn, để chúng ta muốn lấy được cái bằng cử nhân tiếng Anh và rồi dùng cái tiếng Anh đó để sử dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau trong tương lai, thì đó là hai cái câu chuyện, nó là một cái khoảng cách mà chúng ta cần phải hiểu. Mà để mà đạt được một cái kỹ năng ngôn ngữ nói chung ngay ở tiếng Việt chúng ta thôi các bạn, thì thường thường ta nói là nghe nói đọc viết ít nhất là phải có 4 kỹ năng đó. Và các bạn thấy nhìn một cái trẻ em Việt Nam đấy, khi nó chưa đi đến trường từ nhỏ 2-3 tuổi, nó phát triển gì trước nhỉ? Đó là nghe nói. Và khi nào đến trường nó học được thì nó phát triển ở bậc cao mới là đọc, viết. Thì trong tiếng Anh nó cũng tương tự như vậy. Cho nên là khi ta nói đến cái để có được một kỹ năng tiếng Anh tốt thì chắc chắn 4 cái kỹ năng cơ bản nghe nói đọc viết là chúng ta cần phải nắm vững. Và người ta thường thường đánh giá những kỹ năng này qua các cái kỳ thi. Như các bạn thấy tại sao mà trên thế giới cũng như Việt Nam chúng ta hay nhắc đến những cái chứng chỉ quốc tế như là IELTS hay là như là TOEFL, IBT, PBT, PTE và một số PET, PET vân vân. Tất cả những bài kiểm tra này đều kiểm tra đến 4 kỹ năng đó cả. Và nếu các bạn vào đại học ngành cử nhân ngôn ngữ Anh như ở khoa ngoại ngữ của Đại học Văn Lang thì bốn kỹ năng đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể gọi là chọn cái chuyên ngành, cái minor
của chúng ta để sau này ta tốt nghiệp, ta làm theo một cái ngành nghề mà mình hứng thú. Thì tôi cũng xin mới trao đổi ngang đó để ta biết. Và mình thấy nếu mà nói là chủ đề hôm nay là nói về dịch thuật, biên phiên dịch, thì rõ ràng là tiếng Anh chưa đủ mà phải tiếng Việt này. Cái người cái kỹ năng biên phiên dịch, tôi hay nói với trường với nhiều diễn giả và sinh viên, đây là một cái kỹ năng đặc biệt và cao cấp, không phải ai làm được cả, phải thành thực mà nói như thế. Bây giờ hỏi đặt một câu hỏi là chính mình, chúng ta là người Việt Nam, có khi tốt nghiệp trung học, đại học rồi, nhưng mà chúng ta sử dụng tiếng Việt đã tốt chưa? Có lẽ các bạn sẽ thấy hàng ngày, mình là khi chúng ta gửi những cái message, text để chúng ta chit chat với bạn bè chúng ta, đôi lúc mình viết vài câu, vài chữ, thế là từ nó đoán, nó hiểu. Đó chưa phải là ngôn ngữ. Ngôn ngữ thực sự để trong dịch là nắm vững tiếng Việt tốt. Và tiếng Anh cũng vậy. Như vậy cho nên nếu ta lấy ví dụ như là mình làm một người biên phiên dịch Anh sang Việt, Việt sang Anh, thì chắc chắn cả kỹ năng hai cái ngôn ngữ phải tương đối, phải khá tốt. Đó là cái mà tôi đang muốn nói cái điều đó trước. Đấy, thì cô cứ tiếp tục rồi ta nói chuyện tiếp. Dạ vâng ạ. Ở đây thì mình cũng có một cựu sinh viên của ngành của mình luôn. Thì chị Vân chị em hỏi là hồi mà học đại học á, là chị chọn chuyên ngành nào của ngôn ngữ Anh ạ? Và sau khi ra trường thì trải qua những công việc gì ạ? Thật ra là khi mình học tại trường Văn Lang, mình khóa 13, thì lúc đó là mình có hai ngành chính của khoa ngôn ngữ, là sư phạm tiếng Anh cũng như là ngành thương mại tiếng Anh. Thì mình đã chọn là sư phạm tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp thì cũng rất là duyên may là mình cũng làm được một vài công việc khác nhau ngoài là sư phạm tiếng Anh, đi dạy, có thể là đi phiên dịch cũng có, nhưng mà chỉ là một thời gian rất là ngắn thôi. Sau đó là đi hoạt động xã hội, và hiện tại bây giờ cũng là một cái chủ doanh nghiệp xã hội. Thì hiện giờ là chị đang tham gia vào những cái dự án nào ạ? Và chắc là công việc của mình cũng sẽ phải liên kết nhiều với bạn bè quốc tế, cũng có đi đến nhiều quốc gia khác phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Thì đó thật sự là cũng rất là may mắn. Tại vì bản thân mình xác định rõ là mình muốn cái gì, và muốn cái gì nó thông qua cái môn học của mình nữa. Cho nên là từ cái môn học của mình có cái nền tảng không phải là quá xuất sắc, quá giỏi, là tiếng Anh, thì mình đi tìm những cái công việc liên quan tới tiếng Anh như là phiên dịch nè, dịch thuật, cũng như là đi làm tình nguyện viên quốc tế. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều cái khía cạnh khác, giống như thầy Hân có chia sẻ, đó là ngoài cái ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt của mình ra thì mình còn phải hiểu cái ngôn ngữ văn hóa của cái nước bản địa, của cái ngôn ngữ mà mình sẽ dịch nữa. Thì như vậy thì mình khi mà mình dịch ra, nó sẽ thoát ra cái hồn, cái ý của ngôn ngữ, nó chính xác cái lời, cái hành vi, cái cử chỉ của người dân đó nói, thì khi đó mình tiếp xúc nó rất là dễ dàng hơn. Dạ. Em thấy trong chương trình học của bên ngành ngôn ngữ Anh đó thầy, em thấy có một số môn là về văn hóa Mỹ. Đã. Thì những cái môn học như vậy sẽ bổ trợ như thế nào cho các bạn trong công việc dịch thuật ạ? Bây giờ thì chắc chắn mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa luôn luôn gắn liền với nhau. Ta biết rồi, một con người sống lên, cái chuyên ngành của tôi là Cognitive Linguistics, ngôn học trí nhận. Mà tôi hay nói đùa với sinh viên, với người học là tôi có thể làm thầy bói được. Có bởi vì các bạn ngồi nói chuyện với tôi 15-20 phút, tôi có thể các bạn đoán được các bạn xuất thân từ đâu. Bởi vì cái bối cảnh văn hóa, đời sống hàng ngày, nó sẽ là một cái cầu nối để giúp cho chúng ta thấy được là ta sử dụng ngôn ngữ như thế nào. Ngay tiếng Việt chúng ta, các bạn thấy đấy, người phía Bắc, miền Trung, miền Nam, đôi lúc một cái từ thôi mà có thể dùng là khác nhau rồi. Từ khi món ăn cho đến cái động vật, cho đến cách cư xử là khác. Vậy thì văn hóa nó rất cần. Và vì vậy cho nên là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh bắt buộc phải học văn hóa. Văn hóa là phải bắt buộc. Văn hóa ít nhất là Anh, người Anh và Mỹ. Bởi vì nếu mà chúng ta không có biết văn hóa, thì chúng ta khi xử lý ngôn từ rất khó, cũng như trong giao tiếp. Tôi lấy ví dụ thôi, chắc là cô Vân cũng có kinh nghiệm và các cô kinh nghiệm. Ví dụ như người Việt Nam chúng ta chào hỏi thôi, cái chào hỏi thôi. Rõ ràng là
ta chào hỏi cái đài từ mà mình chào, chào ông, chào bà, chào cô, chào chị, chào mày. Có khi nào mình chào mày đâu. À, ví dụ như thế, là chào quý vị. Nhưng trong tiếng Anh, đó, các bạn có thể thấy, nó cái đạo từ you đó, you là cái chỉ cho một người nào đó, là you là tất cả. Mình không thể khác. Cái văn hóa nó khác nhau. Hay là tôi hay nói với người học đó, dễ nhất mình gặp nhau, mình học tiếng Anh là chào, là mình hay nói làm sao nhỉ? À, mình ví dụ mình chào, mình gặp một người mình nói chào theo cô, mình chào sao? Hello, good morning. Yeah. Cô Vân thì sao? Nó tùy thuộc vào cái quan hệ. Ví dụ như bạn bè. Nếu mà bạn bè thì bạn bè thân hay không? Nếu mà thân nữa thì mình sẽ chào hi. Đúng rồi. Body, yeah. Đúng rồi. Như vậy các bạn thấy đó là cái văn hóa. Ngay tôi hay nói đó, mình chào vì sao vừa hi, hello, hi và hello khác nhau cái gì? Đó cũng là vấn đề văn hóa. Ví dụ người Mỹ nó là hi. Người Mỹ nói trên này giọng điệu họ hay lười lắm. Tôi hay đùa là hay lười lắm. Cái gì ngắn nhất hi, hello là hai âm, với hi một âm. Hi, bye, thay vì bye, thay vì goodbye, bye, bây giờ bye. Cái người Mỹ nó là như thế. Và đó là mình với cái chào hỏi. Còn khi nào mình chào how are you, good morning, how are you? Hay là khi nào mình chào how do you? Nhiều câu hỏi khác nhau và nó theo cái văn hóa. Và tôi nghĩ người Việt cũng thế thôi, chúng ta tại văn hóa. Cho nên cái văn hóa nó cộng hưởng rất nhiều. Và cái văn hóa nó rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như là Việt Nam mình hay nói là xin lỗi, mình nói là ngu như bò hay là đúng không? Nhưng mà người Mỹ họ dùng nó là pig, had it, heo, chứ không phải bò, là văn hóa. Vì như vậy tôn trọng cái con bò hơn con heo, còn chúng ta là vấn đề nó khác nhau. Cái văn hóa nó khác nhau. Hay là vọt quýt dày, có móng tay nhọn, chúng ta là phải dùng những câu thế. Thì văn hóa ở nước tiếng Anh nó dùng diamond, cut diamond, kim cương. Thì nếu mà chúng ta không hiểu được văn hóa đó mà khi chúng ta sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là trong dịch vụ, cũng rất nguy hiểm. Nếu mà dùng Google để mình có thể tra vài chữ, nhưng mà đọc lên người ta chẳng hiểu. Chứ người Mỹ, người Anh muốn dịch cho ra tiếng Việt mà rồi họ dùng theo kiểu họ, mình không hiểu và ngược lại. Cho nên cái văn hóa là căn bản và sinh viên của tôi nó phải học. Và cái văn hóa nó học trên rất nhiều thứ, cái lối sống, cái giá trị văn hóa, giá trị cuộc sống từ daily life về giáo dục, học hành nó có giá trị khác nhau. Vì sao cái người học ở bên Anh, Mỹ, các nước Âu Châu học khác với người Việt Nam hay là châu Á, hay là trong cái quan hệ gia đình, vân vân, nó đều tác động đến cái văn hóa cả. Tôi hay giải thích đấy, là ví dụ như là cái người Âu Châu, người Mỹ, người Anh, cái văn hóa nó phần nhiều nó mang cái màu sắc gọi là cá nhân hóa, cái chủ nghĩa cá nhân, individualism. Trong khi người Á Châu nói chung, trong đó có người Việt Nam chúng ta, thì nó theo văn hóa là collectivism, tập thể. Cho nên tôi hay nói đùa với sinh viên ở các nước Anh, nước Mỹ, Âu Châu, nếu có một bạn trai, bạn gái, có lẽ không bao giờ mà phải đưa về nhà, phải không biết là bố mẹ mình có bằng lòng không. Họ cứ có và cuối cùng họ đưa về giới thiệu, thế là yes, no problem, bố mẹ cũng chẳng có can thiệp gì cả. Trong khi người Việt Nam mình, nếu mà các bạn, tôi hay nói các bạn trẻ, nếu các bạn có một người bạn trai, bạn gái, chưa nói là kết hôn, thì rõ ràng là mình cũng phân vân, không biết là ba mẹ mình thế nào, anh chị mình thế nào, rồi bà con mình thế nào, rồi thậm chí hàng xóm mình thế nào nữa. Cho nên lúc đó mình sống theo cả lấy collectivism. Vậy thì cái văn hóa nó tác động đến ngôn ngữ và cả cái sự giao tiếp. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ một đôi chút. Không chỉ là tiếng Anh mà tất cả các tiếng khác thì đúng đều có cái văn hóa riêng và đúng, cách sử dụng, nên là cái đúng, việc dịch thuật rất khó khăn. Giống như là ở bên ngành Đông Phương học thì có ba, ở Văn Lang hiện giờ thì là có ba chuyên ngành, đó là Trung Quốc học, Hàn Quốc học và Nhật Bản học. Thì trước đây thì em cũng học Đông Phương học là Trung Quốc học á, thì em thấy á là tiếng Trung nó cũng giống như tiếng Anh, là đại từ nó cũng khá là đơn giản. Nhưng mà đến lúc mà trong cách chào hỏi thôi là đã một loạt cách chào hỏi rồi, không thể nào đơn giản chỉ là ni hao được. Mà rất là nhiều cách chào hỏi luôn, thì phải tùy vào cái đối tượng của mình, rồi tùy vào cái môi trường nữa mà sẽ có cách chào hỏi khác nhau. Đó là đơn giản là như vậy thôi, chứ còn ra thì rất là nhiều cái trường hợp. Vậy thì trong cái lúc mà chị làm việc nè, rồi chị giao tiếp với các bạn bè quốc tế, thì có cái câu chuyện nào mà đáng nhớ về cái việc đó mà mình sử dụng sai văn hóa hoặc là mình sử dụng nhầm thì có thể gây hiểu nhầm không chị? Thật ra cũng có nhiều nữa, nhưng mà nhớ thầy vừa chia sẻ về cái việc mà giới thiệu bạn trai bạn gái thì nó có liên quan tới một chút xíu với lại tình cảm trai gái một chút xíu. Thật ra là tại vì bản tính của mình thì rất là thẳng, và mình lại rất là thích quan sát, nhìn thẳng mặt người đối diện nói chuyện với mình nữa.
mà mình rất là trân quý cái đẹp nữa. Cho nên là cái chuyến đi công tác ở Đức thì mình gặp một cậu bé. Cậu bé này có đôi mắt rất là đẹp, màu xanh. Mà mình ở khi mà ở Việt Nam mình chưa gặp nhiều người nước ngoài á, mình chưa giao tiếp nhiều á, thì mình cũng có tò mò là đôi khi là mình hay đọc sách, mình nói là nghe nói là đôi mắt màu xanh rất là đẹp, rất là cuốn hút con người, làm cho người ta cảm thấy rất là dễ gần, dễ mến, rất là yên tâm. Thế nên là khi mình gặp cậu bé này, thật sự là mình cũng bị cuốn hút vào đó, và mình cứ nhìn ngắm mãi. Thế rồi cái rồi một bữa cái mình mới nói cậu bé, em có một đôi mắt rất là đẹp nha. Cái cậu bé mới nhìn mình cái sững sờ, chắc là thầy Hưng dễ sẽ hiểu. Và lúc đó là khoảng một phút sau là đôi má của cậu ửng lên. Và ngày hôm đó là từ buổi chiều hôm đó là tới rồi tối tối là cậu cứ giãn khoảng cách với mình. Thì ở người nước ngoài cái văn hóa của họ là với đặc biệt với lại người nam với người nữ là giống như là mình cũng đừng có nên quá khen vào họ là cái đôi mắt thì đại loại là như vậy, thì nó sẽ hơi nhạy cảm một chút xíu. Mặc dù là hơi tự do, cái phong cách của họ hơi tự do, nhưng mà cái đặc điểm văn hóa the privacy. Privacy đó. Đó là khi mà mình dịch thuật trực tiếp, còn khi mà dịch hoặc là vào văn bản đó thôi, thì em nghĩ cái công việc mà mình tức là mình không phải tiếp xúc trực tiếp người ta, nhưng mà cái yếu tố văn hóa nó cũng rất quan trọng khi mà mình dịch giấy của ông thầy. Cái đó thì chắc chắn mà nói hay viết nói chút là ngôn ngữ, thì cái văn hóa là vấn đề lớn. Cho nên là nó là dịch cho rất sát, 100%. Người ta không thể làm được điều công việc đó. Bởi vì ngôn ngữ văn hóa cái diễn đạt khác. Cho nên nếu mình dịch 100% thì có lẽ người ta không hiểu được. Ví dụ như bây giờ mình dịch nó là Nguyễn Du mà có là lấy bà Hoàng Thư ra là làm một cái ví dụ của một cái người mà hay ghen tuông gì đấy, đúng không? Thì nhưng mà đối với người phương Tây không thể nào hiểu được. Mà Othello thì nó hiểu. Othello là một cái nhân vật trong cái việc Othello của Shakespeare thì người ta hiểu. Tức là ví dụ như thế. Cho nên là khi mà mình sử dụng nó trong dịch thuật, ngồi để suy nghĩ, nó phải nói là rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như là ngay trong tiếng Anh cũng nhiều thứ lắm. Trong dịch thuật mà phải đắn đo, mà Google, xin lỗi tôi mượn mặt chút xíu là những người học với tôi hay suy nghĩ, giờ thưa thầy bây giờ thì cần gì là có Google và em làm được ngay. Lời khuyên của tôi này là tôi hay nói với người học, người sử dụng Google dịch là người đã giỏi tiếng Anh rồi. Mà lúc đó anh mới biết được là cái tiếng Anh này sử dụng được ở mức nào, ở chỗ nào cho nó đúng. Còn nếu mình không biết, mình tra Google thì hoàn toàn là coi như là không thực hiện được cái ngôn ngữ của chúng ta. Anh trở lại vấn đề như bây giờ mình nói cái chữ dễ nhất thôi. Bây giờ anh dịch cái tiếng Anh hay là tiếng Việt đấy, để duy trì một cái sự tử tế đàng hoàng đấy, thì tiếng Anh mình có thể nói là cái người này nó tốt bụng. Chỉ đến cái bùm, cái văn hóa nó là cái bùm, tốt bùm. Nhưng mà trong tiếng Anh nó là warm hay là kind hearted. Nó nói đến cái quả tim. Quả tim. Cho nên là rõ ràng là văn hóa khác nhau. Và khi mình ngồi mình dịch, dù đó là phiên dịch hay là dịch thuật bằng ngôn từ, thì chắc chắn có nhiều lúc là chúng ta ngồi rất lâu. Tôi còn nhớ cách đây là 30 năm tôi là làm cuốn một cái tác phẩm. Nó có tính văn học đầu tiên cho Việt Nam. Mà cái thời đó là phải nói là không còn nhiều thời gian, không biết làm gì, ngồi dạy xong về ngồi dịch thôi. Dịch mà chưa có máy tính. Và như vậy mình sẽ thấy ngay là có khi là suốt cả một cái cuốn mới có khoảng 250 trang thôi, mà dịch có thể là 6 tháng. Và có những cái có hôm á, thì có thể dịch được 1-2 trang, nhưng có hôm á, chỉ có một đoạn thôi mà có thể dịch không nổi. Phải tìm kiếm rất đủ. Cho nên rõ ràng là cái hồi này tôi trở lại cái kỹ năng ngôn ngữ là 4 kỹ năng nghe nói đọc viết dành cho biên phiên dịch là đúng rồi. Nhưng thực ra mà nói về phát triển về ngôn ngữ để dành cho biên dịch thì nó còn đi sâu hơn nữa. Tôi lấy ví dụ như là ngôn từ cái ngôn từ khi mình nói hay là mình dịch ra, cái tính linh hoạt sâu rộng, cái vốn từ vựng nó còn rất nhiều, không có đơn giản. Như tiếng Việt chúng ta các bạn biết vẫn có lẽ học rồi, hay là cô Phương thì biết là ví dụ như là tiếng Việt chúng ta hỏi thì họ chưa tính là từ vựng tiếng Việt là bao nhiêu từ. Nhưng mà trong tiếng Anh á, Oxford là từ điển Oxford đã tính rồi. Là như vậy là nó có 1 triệu từ. 1 triệu từ cho tất cả các lĩnh vực. Làm sao mà chúng ta có thể biết hết 1 triệu từ. Cho nên các bạn sẽ thấy là nó có số từ là mở rộng như thế. Cho nó các cái chuyên ngành càng rất nhiều.
Cho nên một lần nữa khi dịch hay là biên dịch hay là phiên dịch thì nói thật cái vốn từ cũng rất là quan trọng chúng ta. Và tôi cũng thành thật mà nói, nếu chúng ta mới vào nghề hoặc là cái năng lực chúng ta ở một mức độ thì nên chọn một số chuyên ngành nào đó để mình làm biên dịch hay là phiên dịch, chứ không phải tất cả một chuyên ngành, bởi vì như vậy là không thể. Cho nên là nói thật ra là cái điều này là cái điều mà ta thấy có lẽ những người như cô Vân Lê đã từng làm thông dịch và tôi cũng từng làm thông dịch quốc tế, thì tôi thấy đó là cái điều nhức đầu nhất. Cũng xin mượn hoặc là vì các bạn biết là khi tôi làm thông dịch cho các cái hội thảo quốc tế, nhất là tổ chức tại Việt Nam vào cách đây khoảng 20-25 năm đó. Yeah. Tôi hay kể sinh viên đó. Rồi tôi làm cái định hướng chuyên ngành cho sinh viên, tôi nói là nó đòi hỏi về sức khỏe các bạn, vì mình là người phải kiên trì ghê gớm lắm, tinh thần mình nó phải chững chạc, phải là tập trung, không được lo ra nghĩ vào, ngôn ngữ nó chạy qua chạy lại trong đầu mình từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác và mình phải nói ra cho được. Và tôi làm như vậy là một ngày như thế thường không ăn được, phải truyền serum thôi. Và làm đồ khoảng một đợt như vậy 2-3 ngày về là sụt 2-3 kg là bình thường. Yeah. Cho nên nó để mình nói được là đây là một cái kỹ năng rất cần thiết ngày nay, đúng là như thế. Nhưng mà phải nói là đòi hỏi cái người sử dụng ngôn ngữ rất nhiều yêu cầu, chứ không phải là tự nhiên được. Nhưng mà nói như vậy thì bây giờ mình nói lại lời nhất, các bạn học thích thì sao? Ừ. Vì như hồi nãy tôi có nói đấy, ta chọn một hai chuyên ngành nào đó và mình tập trung vào một số chuyên ngành đó. Ví dụ như bây giờ mình nói về thương mại kinh tế, ok, còn y học luật pháp thôi thì để cho bạn khác đi, ví dụ như thế. Thì lúc đó là mình vừa cái sức của mình, còn nói lĩnh vực nào tôi cũng chơi được cả. Thế nó khác đặt qua là dịch văn học văn chương nữa, thơ ca nữa, thì đó là một cái vấn đề nó còn quá lớn nữa. Bạn bè em học học tiếng Trung á, xong rồi đi ra cũng làm biên phiên dịch nhiều, nhưng mà tùy vào mỗi cái lĩnh vực mà mình làm cái phải học thêm rất nhiều về chuyên dụng của bên đó, từ ngữ chuyên ngành, rồi học về kiến thức của ngành đó nữa thì mới dịch tốt được. Cho nên là em thấy là cái công việc biên phiên dịch nó đi ra mình có kỹ năng như vậy, nhưng mà đúng là làm thì phải học thêm rất nhiều. Nhưng mà lương cao và cái người ta trả tiền cũng cao lắm đó. Dạ vâng, nhưng mà rất hạ nhã. Như vậy không, tôi biết vì cô làm ở cái nhóm hoặc là công ty khác, tôi ngày xưa họ trả cũng rất cao. Dạ. Nhưng mà nói thật cũng dám làm rồi. Dạ. Lâu lâu một năm làm một hai lần, cho mà làm chơi một tháng làm ba lần vậy chắc là đi bệnh viện làm luôn, không đơn giản đâu. Dạ. Em nhớ là ở trên mạng xã hội á, có một cái topic cũng dễ thương, đó là nói về một điều xấu hổ nhất của bạn đối với cái ngành của mình. Thế là em thấy trong đó đã có sinh viên ngôn ngữ Anh và trả lời điều xấu hổ nhất đó là bây giờ bị lạm dụng Google dịch. Mà đây là một thực trạng luôn, đó là bây giờ em thấy các bạn mà cả ngành ngoài biết tiếng Anh, giỏi tiếng Anh, hay là cả những bạn học chuyên ngành luôn, là có một thói quen đó, là khi mình dịch một đoạn văn bản, mình sẽ copy toàn bộ văn bản đó, mình bỏ vào Google dịch, xong rồi mình copy lại hết cái bên tiếng Anh đó về, rồi bắt đầu mình chỉnh sửa dần trong đó. Thì hồi mà chị Vân học á, mình dịch á, mình có theo những cái bước như vậy không, hay đó có phải một tip để nhanh hơn không, hay là chị sẽ dịch các văn bản như thế nào ạ? Giống như cái ý của thầy Hân vừa mới nãy chia sẻ luôn á, trước đó là nếu như mà bạn đã dùng Google dịch đó thì có nghĩa là bạn đã một cái tầm nào đó rồi thì bạn mới nên dùng Google dịch. Như vậy thì khi đó mình mới đối chiếu so sánh được, mình mới biết cái chỗ sai của Google dịch nó ở đâu. Còn nếu không á, là mình ban đầu mà mình cứ nhảy vào mình ở mức cơ bản nhất của tiếng Anh, mình lạm dụng của Google thì mình sẽ không biết nó sai chỗ nào, cái chuyển ngữ văn hóa nó chỗ sai chỗ nào. Thì ngày xưa mình dùng cả hai thứ luôn, thật sự là như vậy, vừa nhìn Google cũng như là vừa tra lại từ điển của mình tất cả những cuốn sách mà mình đã đọc về cái chủ đề đó nữa. Những cái dịp này Google tương đối là lại chút, đây là câu chuyện mà nhiều người ngày nay rất là thỏa mãn với Google dịch. Và cái Google họ cũng rất thỏa mãn là bởi vì họ có thể thâu tiền được, mặc dù cái người dịch chưa biết là đến đâu, họ không cần biết. Nhưng mà lời khuyên của tôi thế này, rất cẩn thận, Google không dễ. Google dịch nếu mà đã làm được thì có lẽ trên thế giới này người ta không cần ai làm đi dịch thuật nữa, cứ thế Google. Nhưng mà cái Google nó có thể giúp cho một điều thế này, lỡ như mà mình không biết cách sao để giải quyết cả, nói để ta hiểu cả, thì Google nó phải cho một vài cái ý gì đó, thì mình nói đài thì cái người nào đó họ đoán ra ý mình muốn nói cái gì. Chứ còn nói là trở thành một cái người biên dịch và phiên dịch thực sự thì cái Google sự đóng góp như hồi nãy tôi nói
không nhiều. Và nếu mà vô đó là phải cái người phải có nắm vững một cái từ, một cái lượng từ rất là tốt. Ngoài ra khi dịch Google đó, và khi thấy thống dịch hay là phiên dịch cũng vậy các bạn, phiên dịch hay là dịch thuật văn bản cũng vậy, cái văn phong đó nó rất quan trọng, cái văn phong. Yeah. Ví dụ mình dịch một câu chuyện chơi ngôn tình thì nó thể văn phong nó khác. Đúng. Nếu mà anh dịch một bản văn phong hợp đồng, một hợp đồng lao động về có tính luật pháp hoàn toàn nó khác. Yeah. Đúng không? Yeah. Và khi ta dịch về mặt tôn giáo thì hoàn toàn nó khác. Mà khi mình dịch một cái câu thì chat cho bạn mình dịch cái này cho nó nghe để cho vui, gửi qua cái Zalo hay là cái gì đó Face cho nó đọc, thì đôi lúc mình dịch nó đoán như vậy, ok cũng vậy. Nhưng rõ ràng ngay khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ bình thường hàng ngày thì cái ngôn từ là mà sử dụng đó, cái văn phong đó nó rất ghê gớm. Tôi tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái mục đích, và vì vậy cho nên phải nói ngôn ngữ là một cái điều nói hoài không hết được, mà rõ ràng ai cũng phải từ nhỏ đến lớn, mình là người Việt Nam thôi, và khi nào mình cũng phải luyện tập mình nói tiếng Việt cho nó tốt này. Rồi sử dụng được, chưa nói đến cái tiếng Anh nè. Yeah. Cho mình đừng có nghĩ là chỉ có là cần tiếng Anh, còn tiếng Việt mình nói sao người ta hiểu là được. Yeah. Tất nhiên nói người ta hiểu thì không khó lắm. Nhưng mà trở thành một người sử dụng ngôn ngữ thành thạo, có trình độ là một cái level, mức độ khác. Ok. Yeah. Vâng, nói hoài không hết cho nên mình sẽ chuyển qua những câu hỏi cụ thể nha thầy. Ở trên live stream em thấy các bạn đã đặt những câu hỏi cho các khách mời. Thì ở đây có bạn Thiện Khiêm hỏi là, cho em hỏi là nếu mình học về dịch thuật thì mình sẽ được học cụ thể những môn nào, và giữa biên dịch và phiên dịch thì cái nào sẽ khó hơn ạ thầy? Dạ, mời thầy. Cái này thì tôi vừa làm cái định hướng cho sinh viên khóa 24 của khoa ngoại ngữ Văn Lang. Và có lẽ nhiều khi một số các em khác từng mỗi năm học thì cái khoa ngoại ngữ đều tổ chức chuyên ngành từ cho sinh viên năm thứ hai để chuẩn bị năm ba là bắt đầu nó học về chuyên ngành. Thế bây giờ phải nói về cái biên phiên dịch học cái gì? Trong cái chương trình đào tạo đó, về translation đó, gọi là dịch thuật đó, dịch không thôi, translation, thì họ phải học về lý thuyết dịch. Lý thuyết dịch thì có nghĩa là vì sao phải dịch và các nguyên tắc của dịch là như thế nào, gọi là lý thuyết. Rồi bắt đầu mới qua với học các cái dịch về chuyên ngành. Ví dụ như học về dịch về translation in business, hay là translation in tourism, tùy theo chuyên ngành. Yeah. Nó đi sâu vào. Có nghĩa hồi nãy tôi nói cái lượng từ đó. Như vậy họ phải đi chuyên sâu vào theo cái vốn từ vựng để họ hiểu, họ đi ra, họ làm việc ngay. Chứ không phải là chung chung được. Cái mức độ thấp đó, thì gọi là nhập căn bản, là chung chung, general. Nhưng đi vào đến chuyên ngành đều học là như cái kiểu như thế này, như vậy như tôi nói cả. Và phiên dịch ấy, cũng vậy. Cái phiên dịch, cái interpretation, thì là muốn làm thống dịch, phiên dịch thì cũng tập trung vào cái nguyên tắc của một người làm interpretation. Tôi lấy ví dụ như là muốn làm một cái người làm phiên dịch trực tiếp là cái ghi, gọi là ghi note taking, nghe người ta nói để mình thống dịch lại cho đúng, là phải ghi note, tốc ký làm sao mà nhanh để mình không quên những điểm chính mà họ nói khi mình thống dịch cho nó hợp lý. Đó là những kỹ năng, ví dụ họ phải học. Rồi là, và cũng giống như là translation vậy. Đến khi mình muốn làm thống dịch thì cũng đi vào chuyên ngành của mình. Chuyên ngành về business, hay là về tourism, hay là thậm chí là trong đó về các cái môn về phương pháp giảng dạy, v.v. không phải điều gì cả. Yeah. Cho nên khi họ học như vậy đó, thì hồi nãy tôi mới nói là mong muốn là cái người học, cái tốt nghiệp có thể bắt đầu cái dịch thuật hoặc là thống dịch theo mong muốn của mình, bắt đầu. Còn họ có những đam mê thực sự thì chắc chắn phải làm, phải nghiên cứu thêm và có nhiều tích lũy kinh nghiệm. Yeah. Và những đây tôi xin nói, có những người họ không học ngành ngôn ngữ Anh, nhưng mà họ đam mê quá. Cho nên họ cũng vẫn từ vận động được. Đúng. Và họ vẫn trở thành những cái người mà dịch thuật và cái dịch tương đối tốt. Cho nên cái người học ngôn ngữ Anh thì có cái lợi thế trước là vì kỹ năng ngôn ngữ mình đã có cái thuận lợi. Và vì vậy cho nên cái định hướng đó giúp cho mình có thể phát triển lâu dài tốt hơn. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Có bạn Hương Giang á, bạn đặt câu hỏi cho chị Vân ạ. Đó là, chị ơi, qua thực tế làm việc á, thì chị cho em hỏi là nghề dịch thuật có stress lắm không ạ? Và nếu mà mình căng thẳng á, thì sẽ là về những vấn đề gì ạ? Mời chị. Nghề dịch thuật á, thì cũng giống như bao nghề khác, nó rất là, cũng có những cái độ căng thẳng khác nhau.
À, và đặc biệt là nếu như mà mình nhìn sâu vào vấn đề hơn nữa thì nghề dịch thuật nó ảnh hưởng rất là sâu rộng cái văn hóa của một thế hệ, của nhiều thế hệ nữa, giống như là nghề thầy giáo vậy. Cái truyền đạt cái ngôn ngữ mà có một cái vấn đề mà hiểu sai thì nó sẽ gây ra rất là nhiều hậu quả, hoặc là thậm chí là một đơn cử như là cái hợp đồng kinh tế đi, thiếu một dấu phẩy hoặc là dư một dấu phẩy thì cái văn bản nó được cũng đã khác nhau rồi. Mình sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? Thì nếu như mà mình thật sự mình nghiêm túc vào vấn đề, bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, và đặc biệt là trong phiên dịch, thì mình nên chuẩn bị rất là nhiều thứ, nhiều công cụ. Ví dụ như là ngôn ngữ tiếng Việt của mình cũng vậy. Thật sự là bản thân chị là cũng đã từng đi học một tháng, không phải một tháng, một khóa, ba tháng hay là bốn tháng gì đó, của một trung tâm dạy ngôn ngữ tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại Việt Nam của mình luôn. Rồi song song đó, trước đó là khi mình đã trên nhà trường, mình cũng đã đọc rất là nhiều sách vở nữa, văn hóa, kiến thức, rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Và khi mà mình dù cho mình chỉ trong cái thời gian ngắn trong cái khi mà mình làm việc của ngành phiên dịch thôi, nhưng mà mình ý thức được rằng là song song đó là mình còn phải trau dồi thêm cái ngành mà mình phiên dịch nữa. Thì cái ngành của mình phiên dịch lúc trước là cái ngành là máy trợ thính, bán máy trợ thính cho người khiếm thính của công ty Hàn Quốc. Thì mình sẽ học cái ngôn ngữ của y khoa rất là nhiều nữa. Và mình nhận rõ ra là nếu như mà mình dịch sai, mình không có chú ý câu từ á, thì cái hậu quả rất là lớn, không những cho mình mà cho cái người bệnh nhân và cả người chủ của mình nữa. Ở đây em thấy có một câu hỏi cũng khá thú vị của bạn Hoàng Luân ạ. Là xu thế hiện nay của người trẻ là thường thích làm những công việc tự do, đặc biệt là đối với nghề ngôn ngữ thì số lượng người dịch dạo khá nhiều. Em cũng đang là sinh viên ngôn ngữ Anh và mong muốn được công việc tự do như vậy, nhưng khi tìm kiếm thông tin về việc làm thì thù lao của công việc này khá thấp. Thì em muốn hỏi đó là do công việc này không được xem trọng hay yếu tố nào để giúp mình có thể có thu nhập cao hơn trong nghề dịch thuật ạ? Câu hỏi này thì em nghĩ chắc thầy Hưng sẽ trả lời được ạ. Cái đây là một câu hỏi cũng khó trả lời, tại vì cái thị trường lao động nó tùy theo mọi nơi. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh này chẳng hạn, các cái công ty dịch thuật thì tất cả các mọi người đều biết rồi, họ cũng cố định một số người để làm có tính chuyên nghiệp thôi, chứ họ không mở rộng thường xuyên được. Cho nên cái việc mà anh trở thành cái freelance, cái người mà gọi là dịch tự do đó, thì chắc chắn anh phải chấp nhận có những cái rủi ro là có khi người ta thuê, có khi người ta không thuê. Và khi người ta muốn mời anh làm thì anh phải là người rất giỏi. Tôi lấy ví dụ như họ mời một người làm MC thôi, trong một cái chương trình mà có tính quốc tế chẳng hạn, thi hoa hậu chẳng hạn, thì chắc chắn là đòi hỏi nhiều thứ, ngoài ngôn ngữ ra còn nhiều thứ nữa khác nữa. Và chắc chắn là người ta trả lên cao, nhưng mà đòi hỏi cái kỹ năng mình là rất nhiều. Còn nếu mà nói là dịch một cái tài liệu, ta thuê mình dịch một cái tài liệu gì đó, thì có, nhưng thực chất nó ngày nay theo tôi được biết không nhiều, tại vì chúng ta biết là các cái công ty quốc tế và các cái đơn vị mà ta làm việc đối tác với nhau đó, phần nhiều các nhân viên họ có thể làm việc điều đó rồi. Cho nên khi tôi đào tạo mà nói là cái chuyên ngành gọi là biên phiên dịch cho tất cả các bạn sinh viên đó, phần nhiều tôi mong muốn là các bạn vẫn trở thành những cái nhân viên trong các cái công ty lớn quốc tế. Và trên cơ sở đó, họ khi họ cần đến dịch những cái văn bản nào và hoặc là làm thông dịch cho những cái cuộc họp vân vân, thì chính đó là cái lúc chúng ta có thể làm được. Còn nếu mình làm freelancer, là cái người mình tự do mà đi làm dịch, thì chắc chắn cái mức độ mà nói về thực tế mà nói để có cái thu nhập hoặc là công việc có tính thường xuyên, thì cái này chắc chắn không phải Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy, nó hầu như là khó khăn. Cho nên lời khuyên của tôi, tất nhiên khi rảnh thì chúng ta làm freelancer, nhưng để mình có một cuộc sống tốt, đàng hoàng, thì cũng cứ gia nhập vào những công ty, và trong công ty đó luôn luôn có các cái dịch thuật, từ phiên dịch cho đến dịch thuật, và có thể ta làm suốt ngày.
Đó là cái điều lời khuyên của tôi. Dạ. Về cũng về công việc thì ở đây có câu hỏi của bạn Kim Ngân ạ. Bạn hỏi đó là chị Vân chị em hỏi là nếu em muốn tham gia vào các dự án cộng đồng với bạn bè quốc tế như chị thì nếu học ngôn ngữ Anh em có thể ra làm những mảng nào ở trong các dự án như vậy ạ? Dạ. Một câu hỏi rất là hay, thú vị. Nó liên quan thực tế là nếu như mà bạn học ngành ngôn ngữ Anh á, khi bạn làm cho cái lĩnh vực mà giao thiệp quốc tế cũng như là cộng đồng á, thì rất nhiều công việc, ví dụ như điều phối viên nè. Một điều phối viên thì có quyền có cái có thể đi công tác rất là nhiều nơi mà được miễn phí nữa. Cũng như là bạn sẽ là một người viết dự án cũng được nữa nè. Hoặc là có thể là bạn có thể làm phiên dịch trong một cái cuộc hội thảo của cái bên giao tiếp lĩnh vực quốc tế đó. Đội tình nguyện đó luôn. Thật ra nó còn trong chi tiết nữa, nó còn rất nhiều nữa. Ví dụ như là bên mạng kế toán cũng có nữa. Nếu mình giỏi ngoại ngữ thì cái lợi thế công việc của mình rất nhiều. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà mình giỏi không phải là giỏi trên bề mặt không, mà mình còn phải giỏi chuyên môn của cái công việc, cái nhiệm vụ trong công ty của mình. Dạ. Giống như thầy Hân nói đó, là nên đầu quân vào một công ty phiên dịch. Dạ. Thì trong công ty phiên dịch nó sẽ chuyên sâu hơn và mình vững chắc hơn. Dạ vâng ạ. Ở đây em thấy câu hỏi của học trò của thầy đây. Sinh viên ngôn ngữ Anh khóa 23 là em đang là sinh viên ngành chuyên ngành thương mại thì em lại bị gặp khó khăn về những môn dịch thuật và vì phải bắt buộc sử dụng đúng ngữ pháp và từ ngữ thì thầy có những tips nào giúp tụi em có thể dễ dàng sử dụng kỹ năng nào để theo được môn này tốt hơn ạ? K23 tôi cũng đang dạy cho K23. Dạ. Thì gồm chia sẻ với các bạn sinh viên không những K23 nhưng mà các lớp khác. Khoa, các giảng viên của khoa, các thầy cô của khoa thì luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Và cái ý kiến của các bạn cũng rất hay. Có lẽ là trong tương lai chúng tôi sẽ lập ra một cái nhóm mà giảng viên năng động trẻ và những người có kinh nghiệm và có thể có những cái buổi gọi là trao đổi hỗ trợ cho các bạn trở thành những cái seminar. Và trong các cái seminar đó thì tôi tin là các bạn có thể học được thêm nhiều cái kỹ thuật để mình có thể là hoàn thành được cái công việc học tập của mình, đồng thời trong tương lai mình có thể phát triển như một cái ngành nghề được. Cho nên là sinh viên K23 năm nay là năm thứ 3 rồi thì tôi nghĩ còn một năm nữa và tôi cũng xin ghi nhận cái điều này để cho khoa như vậy là chắc chắn sẽ lên một cái chương trình. Và không những chỉ có ngành thương mại đâu và kể cả những cái chuyên ngành khác. Yeah. Chúng tôi đều có làm. Và tôi cũng xin thành thật nói là chúng tôi có nói với sinh viên K23, K24 vừa rồi đó, hiện nay khoa vì cái đợt dịch Covid này cho nên là chưa làm được, cho chúng tôi đang dự kiến ký hợp tác với các cái tạp chí ở thành phố Hồ Chí Minh mà có phiên bản tiếng Anh. Tất nhiên tôi lấy ví dụ Sài Gòn và báo Sài Gòn hay là báo Thanh Niên hay là tất cả những cái báo, những cái hoặc là các cái gọi là social media mà có thể dùng cả tiếng Anh tiếng Việt, và tôi cũng đang định ký cái hợp tác để các bạn có cái dịp trao đổi với các chuyên gia đó, và hoặc là tôi mời về để trao đổi, và trên cơ sở đó thì chúng ta có thể định hình được công việc chúng ta trong tương lai. Dạ vâng, em rất là chờ đợi những cái tin vui từ khoa ạ. Ở đây có một câu hỏi của bạn Văn Minh. Em nghĩ là bạn này cực kỳ là hứng thú với chủ đề nên là cái câu hỏi rất là hay. Đó là em có thắc mắc về tiêu chuẩn dịch thơ tiếng Anh sang tiếng Việt. Dạ, thường thì khi mình dịch thơ thì các nghệ thuật ngôn từ đều mất khi bị chuyển ngữ. Vậy thì theo kinh nghiệm dịch thuật của thầy Hân thì có phương pháp nào để giúp người đọc cảm nhận được nghệ thuật của thơ trong văn học Anh không ạ? Và chương trình cử nhân ngôn ngữ Anh của Văn Lan có dạy về chủ đề này không? Một cái câu hỏi rất hay. Dạ. Nhưng mà rất hiếm. Đúng bởi rồi. Vì các bạn trẻ ngày nay ít ai nghe đến chuyện thơ văn và văn chương. Thằng ngay có những môn văn chương Anh nghỉ mà có nhiều bạn cũng chẳng muốn học cho qua thôi. Dịch văn là khó, về mặt văn học là khó, dịch thơ lại càng quá khó. Đúng rồi. Bởi vì ý nghĩa trong thơ đó nó có cả về mặt tu từ học đó, nó rất nhiều thứ, về ân dụ, về nhân cách hóa, rất nhiều thứ. Và mỗi cái nơi, mỗi cái ngôn ngữ như vậy, tiếng Anh hay tiếng Việt như dịch thơ thì lại cái tác động của văn hóa rồi thể loại thơ cũng đều khác nhau. Đây là một vấn đề rất là khó khăn. Tôi lấy ví dụ như là khi tôi ở vùng Midwest ở Mỹ. Yeah. Và tôi được mời dạy về
văn chương văn hóa Việt Nam và tôi chọn truyền kiều. Và tôi tình cờ là truyền kiều thì các bạn biết hiện nay là đã được dịch trên thế giới là cả đến mấy chục thứ tiếng, là 80 thứ tiếng thì tôi được biết. Và lúc đó tôi ở Mỹ cách đây câu chuyện đó là cách đây 20 năm, đúng 20 năm. Và khi tôi dạy thì tôi tình cờ tôi lấy một cái bản dịch thơ truyền kiều của một cái người gọi là đã người Mỹ mà đã học tiếng Việt rất nhiều và muốn. Và khi tôi đọc vào tôi hoàng hồn luôn, bởi vì nó họ dịch truyền kiều của Nguyễn Du, của thơ Bạc Ngàn Hình Thế Thơ, nhưng qua những câu văn xuôi thôi. Chứ không thể nào ta, chúng ta là câu thơ Lục Bát họ không có. Và đó là lý do tại sao mà họ cố gắng diễn đạt được cái nội dung. Chứ còn mà nếu để dịch được thơ, nói thật tôi chưa bao giờ dám dịch cái này cả. Thì không biết bạn này hỏi vậy thì tôi cũng không dám nói. Nhưng ngày xưa tôi nhớ ông thầy, một ông thầy của tôi ngày xưa đấy, cái thời tôi còn học là cách đây còn khoảng 40 năm rồi đó. Thì có một cái ông thầy nó dịch rất hay, dịch thơ rất hay, nhưng ông nói tiếng Anh rất dở. Cho nên là một cái người thầy nước ngoài đến mà muốn gặp ông cái là ông trốn, nói Hưng em ra gặp nói chuyện với ông đó đi, còn thầy đi chỗ khác nha. Để thấy là đây là một cái kỹ năng hết sức đặc biệt, không đơn giản. Thì không biết bạn này thích thì chắc chắn là trên cơ sở cái kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức ngôn ngữ, và mình phải nghiên cứu thêm nhiều và mình cố gắng mức độ tối đa. Và thường thường người ta dịch theo một cái dạng là dịch có tính là mang cái nội hàm, nên là cái nội dung nó giống nhau. Còn cái ngôn từ thì từ tiếng Anh qua Việt hoặc ngược lại thì chúng ta phải chọn lựa để cho cái người mà Việt hay là người Anh Mỹ họ đọc họ có thể hiểu được thôi. Chứ còn nói là việc đúng như câu thơ cũng rất khó. Rất khó cảm nhận được cái hay. Đúng rồi, không thể, rất khó các bạn. Em thấy dịch mà dịch lời bài hát thôi là đã khó cái đó quá khó rồi. Dạ, còn thơ thì còn đẳng cấp nữa. Ở đây có một bạn là bạn Nguyễn Thành Trung, là bạn hỏi chị Vân á, là em là sinh viên chuyên ngành biên phiên dịch của ngôn ngữ Anh Văn Lang khóa 24. Thì chị cho em hỏi á, chị tư vấn giúp em làm giữa việc đầu quân cho một công ty chuyên về dịch thuật với là việc là vào làm một công ty, một tập đoàn tư nhân mà làm ở bộ phận ngoại giao, thì cái nào tốt hơn ạ? Chắc là kinh nghiệm thôi ạ. Câu hỏi hơi lắc léo một chút xíu ý, nhưng mà thực tế thì nó lại cũng đi vào một cái chung nhất, đó là bạn nhắm cho tương lai của bạn, cái đường hướng tương lai của bạn như thế nào. Ví dụ như cái đường hướng tương lai của bạn là bạn tốt nghiệp ra trường khoảng trong năm đầu bạn muốn trải nghiệm nhiều công việc hơn, nhiều cái vốn văn hóa hơn nữa, thì có thể là bạn nên đầu quân cho một cái công ty có cái bộ phận ngoại giao. Yeah. Còn nếu như mà bạn xác định bạn khi còn trên ghế nhà trường, bạn đã yêu thích thật sự về cái công việc phiên dịch này rồi á, và bạn chỉ suốt đời bạn muốn hướng thẳng mục tiêu luôn là phiên dịch, thì chị nghĩ là bạn nên đi về công ty phiên dịch. Không biết là em chia sẻ gì có đúng không này á? Thầy chia sẻ thêm tư vấn. Giống như tôi nói về công ty phiên dịch á. Yeah. Như theo tôi được biết, ngay cả thành phố Hồ Chí Minh nó cũng không nhiều công ty. Yeah. Và như hồi nãy tôi có nói, tôi có làm quen một vài cái thì là phải nói là họ cũng nhận một số ít thôi. Cạnh nhà tôi cũng có một cái gọi là một cái nhóm mà người ta gây dựng để dịch, mà tôi thấy trong văn phòng ngồi làm việc đó cũng khoảng 4-5 cô, tất nhiên những người ít đi lại cứ ngồi một chỗ mà dịch. Yeah. Thì vì vậy hồi nãy tôi có nói đó là nếu mà làm một cái công ty biên phiên dịch thì cũng được thôi, nếu khả năng chúng ta tốt thì chắc chắn là nó người ta sẽ trả lương cũng khá cao, nó tùy theo mức độ. Nhưng mà khi như tôi nói là nên làm hồi nãy, nên làm biên phiên dịch cho một công ty kinh tế kinh doanh, cho thay vì một cái công ty chuyên về biên phiên dịch, hai cái khác nhau. Và như vậy thì có lẽ nó có lợi thế nó nhiều hơn, và chúng ta cảm thấy nó đạt được cái yêu cầu mình mong muốn nhiều hơn. Còn bởi vì trở thành một cái người mà chuyên nghiệp như thế thì đòi hỏi quá nhiều khả năng, và chắc chắn là chưa biết là người ta sẽ sử dụng mình như thế nào, mà rồi đồng lương họ trả được nổi không, này vân vân và vân vân, thì những cái này. Còn nếu không muốn như thế thì giống như cô Vân nói đó, các cái tổ chức quốc tế, kể cả cái tổ chức là NGO ở Việt Nam, họ cũng đều tuyển dụng. Và nếu chúng ta muốn thống dịch cho các cái tình huống công việc của các cái NGO thì
chúng ta cũng nên tham gia thì được. Dạ. Và tất nhiên là như cô vẫn kinh nghiệm có khi cũng tốt, như cô vẫn tôi thấy nhiều khi cuộc sống cô chưa nói là nhiều khi là rất tốt, lương cao. Thì các bạn cứ theo cô Vân, mà nếu một số người làm được thì cứ theo cô Vân thôi. Dạ. Có một đối tượng nữa khi xem live của mình đó là các bạn học sinh lớp 12 ạ. Ừ. Thì ở đây bạn Phi Nhung bạn hỏi thầy là, cho em hỏi là khi mình đậu được vào trường Văn Lang rồi ngành ngôn ngữ Anh thì có bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào không ạ? Dạ. Cũng xin trả lời ngay cho các bạn trung học phổ thông. Thì cái điều kiện gọi là kiểm tra cái tiếng Anh đầu vào không cần thiết. Đối với các cái chuyên ngành khác thì phải có cái placement test để xếp lớp theo trình độ. Còn cái khoa ngoại ngữ, ngành ngôn ngữ thì khi các bạn vào theo đúng số điểm, phần nhiều là cao nhất trong các cái ngành. Và như thế là các bạn đã đủ cái trình độ học. Và khi các bạn là vô là cứ thế chúng ta học thôi. Và cái kết quả của từng cái môn học, từng học kỳ nó sẽ cho các bạn biết là các bạn đạt yêu cầu hay không. Và hiện nay là chưa bắt buộc các bạn là tốt nghiệp phải có cái chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, nhưng trong tương lai có thể có. Tôi lấy ví dụ như là chương trình ngôn ngữ Anh đặc biệt hiện nay là sinh viên tốt nghiệp đầu vào là cái chuẩn tương đương phải 5.5 IELTS. Tương đương có nghĩa là người ta sẽ có một cái bài khảo sát để xem thử là mình đủ trình độ hay không, thế thôi. Chứ còn không phải là không đủ trình độ thì tăng cho học, nhưng mà người ta cho mình biết là mình ở cái trình độ nào để mình nỗ lực trong quá trình học. Nhưng khi ở cái chương trình đặc biệt ngành ngôn ngữ Anh khi đầu ra thì lời khuyên là luôn luôn phải đạt cái được 6.5, bởi vì đó là cái chuẩn thấp nhất để người cử nhân Anh có thể tiếp tục đi ra nước ngoài học hoặc học cao hơn hoặc là đi làm các công ty lớn. Dạ. Thì đó là cái mà như thế. Dạ. Em thấy năm nay là ngành ngôn ngữ Anh của Văn Lang là có mở thêm chuyên ngành, là bây giờ có 5 chuyên ngành rồi, thì thầy có thể giới thiệu các bạn đó là mình sẽ lựa chọn chuyên ngành vào thời điểm nào ạ? Hiện nay cái khoa ngoại ngữ trong ngành ngôn ngữ Anh hiện nay là có 5 cái chuyên ngành là cái minors cho các sinh viên chọn lựa. Và phần nhiều như là của K24 bây giờ đây học kỳ này là học kỳ thứ tư, có nghĩa là cuối năm thứ hai, thì thường thường cuối năm hai là ban chủ nhiệm khoa và hội đồng khoa học của khoa đều có cái buổi tư vấn cho các sinh viên để chọn lựa. Và cái tư vấn đó để sinh viên hỏi đáp và đồng thời là có thể có những vấn đề gì cần trao đổi. Sau cái học kỳ 4 bắt đầu mùa hè của sau cái năm 2 thì sinh viên bắt đầu mới chọn cái chuyên ngành mình học để bắt đầu học cho năm 3, năm 4. Thì đó là những cái mà là thường thường khoa đều tổ chức như vậy cả. Và tôi nghĩ là khi các bạn vào là sinh viên Văn Lang rồi thì những câu chuyện như thế này thì không có gì là vất vả cả, bởi vì các thầy cô cố vấn học tập, giám hiệu chủ nhiệm rồi các ban chủ nhiệm khoa cũng thường thường gần gũi và hỗ trợ các bạn để làm sao mà các bạn đạt được cái chuyên ngành mà mình mong muốn trong tương lai, thì mình không lo lắng điều gì nhiều lắm. Dạ, dạ em cảm ơn thầy ạ. Vậy thì các bạn nhớ nha, rất là nhiều bạn băn khoăn về chuyên ngành của ngôn ngữ Anh á, thì chị nhắc lại là 5 chuyên ngành của ngôn ngữ Anh ở Văn Lang đó là tiếng Anh thương mại, tiếng Anh giảng dạy, tiếng Anh biên phiên dịch, Anh Hoa thương mại và tiếng Anh du lịch. Thì hồi của chị Vân đó là mình chỉ có 2 chuyên ngành thôi, bây giờ các đàn em là có 5 chuyên ngành. Thì nếu như bây giờ mà chị được lựa chọn lại thì chị chọn chuyên ngành nào trong 5 chuyên ngành này ạ? Nếu mà được lựa chọn lại thì chắc chị sẽ chọn ngành biên phiên dịch. Sao mình nói chuyện hôm nay? Dạ. Xin nói với tất cả các bạn, và nếu các bạn nào quan tâm, kể cả sinh viên trung học, thật sự ra khoa ngoại ngữ, ngành ngôn ngữ của khoa ngoại ngữ Đại học Văn Lang mà có đến 5 chuyên ngành, đó là cái duy nhất ở tại Việt Nam. Các trường khác hiện nay có 3 chuyên ngành là ghê lắm rồi, và đến cái 4 là ghê lắm rồi, còn đấy đến 5 chuyên ngành. Để các bạn thấy là cái định hướng của các bạn là định hướng quốc tế và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Cho nên là tôi cũng rất mong là khi ta về Văn Lang thì chắc chắn tôi cũng tin là chúng ta có thể thành công được. Và đó là lý do tại sao thì các bạn biết là ngành ngôn ngữ Anh của Đại học Khoa Ngoại ngữ Đại học Văn Lang mỗi năm như vậy số lượng càng tăng lên, đến nỗi chúng tôi cũng rất là khó khăn trong khi giải quyết được cái đội ngũ để mà có thể hỗ trợ các bạn. Đó là lý do. Khóa đàn em của chị bây giờ rất là rộng lớn, đội ngũ rất đông đảo. Dạ, nhưng mà nếu mà mình chọn chuyên ngành thì để mình có lời khuyên cho các em thì chị nghĩ là mình nên căn cứ vào những cái yếu tố nào để mình chọn chuyên ngành phù hợp nhất ạ? Căn cứ vào yếu tố về bản thân mình, sở thích của bản thân mình. Thì mình trả lời là mình sẽ chọn lại ngành biên phiên dịch đó, thì vì bản thân mình biết mình rất là thích ngồi tại chỗ, mình thích nghiên cứu và về văn hóa, về tất cả mọi thứ. Thì cái đó giống như là mình khi mình phiên dịch đó, giống như mình đang trao đổi với lại tất cả những nhà hiền triết,
những cái gì đó ngôn ngữ văn hóa của thế giới. Thì tóm lại là bản thân là mình phải biết bản thân mình trước, khi mình lựa chọn nó sẽ tốt hơn. Ở đây về chuyên ngành biên phiên dịch đó thầy, thì em thấy có bạn Dan Vy là sinh viên K24 hỏi đó là nếu như mà em chọn chuyên ngành biên phiên dịch đó thì có yêu cầu đầu vào riêng không và có chuẩn đầu ra thế nào ạ? Vừa rồi K24 mới làm tư vấn mà. Có lẽ em biết bạn này Dan Vy, tôi nhớ tên quen quen. Tên quen quen chắc là cũng có biết rồi đấy. Thực chất mà nói thế này, tất cả các chuyên ngành đó, có 3 cái chuyên ngành là chúng tôi phải có cái chuẩn mới được đăng ký vào chuyên ngành đó. Thứ nhất là tiếng Anh giảng dạy, là muốn vào đăng ký vào tiếng Anh giảng dạy thì cái điểm trung bình phải 5.5 của các 4 học kỳ, có nghĩa là đạt mức độ trung bình trở lên, nghĩa là mình đang học theo hệ tín chỉ đó. Và cái tiếng Anh biên phiên dịch cũng tương tự như vậy. Thì đây là hai chuyên ngành mà kỹ năng ngôn ngữ cần phải tốt, đó là đi giảng dạy và là biên phiên dịch. Còn cái Anh Hoa Thương Mại đó thì chỉ tập trung vào cái tiếng Hoa, là các cái học kỳ của tiếng Hoa là về 6 chấm trở lên. Còn tiếng Anh du lịch thì nói chung và thương mại thì là thoải mái, là chỉ đăng ký học và cứ học và đạt được cái yêu cầu của điểm số là tốt nghiệp thôi. Cho nên cái điều kiện nó cũng tương đối là nhẹ nhàng. Còn cái đầu ra thì như tôi đã nói là chưa nói đến chuyện là hiện nay đầu ra là ta đã đạt được học theo tín chỉ, mình đạt được số điểm tốt nghiệp là tốt nghiệp, không có vấn đề gì cả. Còn trong tương lai, nhưng mà cái lời khuyên của tôi là những bạn nào muốn nhìn về tương lai rộng, mặc dù chưa bắt buộc, bây giờ chưa bắt buộc, thì cũng phải tập trung vào khi tốt nghiệp cố gắng lấy được cái chứng chỉ quốc tế tiếng Anh thêm IELTS hay là TOEFL IBT, bởi vì biết đâu các bạn có những cơ hội đối với các công ty nước ngoài hay là du học tiếp tục. Cho nên cái điều đó là chúng ta nên nhớ nằm lòng, bởi vì chúng ta là dân ngôn ngữ Anh rồi thì không sợ cái chứng chỉ tiếng Anh nào cả, cứ thế chúng ta phải tiếp tục và phải rèn luyện tiếng Anh, đúng không? Dạ, em cảm ơn chia sẻ của thầy và chị ạ. Ở đây có một số câu hỏi là về ngành Đông Phương học á, thì là ngành của em cho nên là em xin phép trả lời thêm cho các bạn nha thầy. Thì ở đây là chị thấy là có bạn ấy hỏi là về ngành Đông Phương học thì có khác gì với các ngành ngôn ngữ không, bạn Vương Hồng Ngọc. Và thứ hai nữa là có một bạn hỏi là về ngôn ngữ 2 của ngành Đông Phương, thì chị trả lời thêm một chút nha, là ở Văn Lang thì ngành Đông Phương học có 3 chuyên ngành, đó là Nhật Bản học, Hàn Quốc học và vừa mở thêm chuyên ngành là Trung Quốc học. Thì đây không phải là một ngành chuyên về ngôn ngữ mà là ngành về đất nước học, trong đó các bạn sẽ học tổng hòa rất nhiều kiến thức về đất nước đó. Ví dụ như là các bạn học chọn Trung Quốc học thì mình sẽ học là về lịch sử, rồi có môn học về địa lý, kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, ngôn ngữ, văn hóa. Nhưng mà trong đó thì ngôn ngữ và văn hóa đó là hai môn học quan trọng nhất, và nó sẽ xem xét mình từ năm nhất lên đến năm tư. Các bạn sẽ sau khi trúng tuyển vào Đông Phương học đó, thì mình sẽ chọn luôn chuyên ngành để mình học từ năm nhất. Và đối với các bạn học Đông Phương học đó, thì mình sẽ học thêm ngôn ngữ 2 là tiếng Anh nha. Thì thầy cũng cho em hỏi luôn đó là đối với các bạn học ngôn ngữ Anh đó, thì ngôn ngữ 2 của mình sẽ là tiếng gì ạ? Hiện nay đối với ngành ngôn ngữ Anh của khoa Đào Văn Lang thì cái ngoại ngữ 2 đó, tôi gọi là ngoại ngữ 2 thì đúng hơn là ngôn ngữ 2, mà gọi là ngoại ngữ 2 vì tiếng Anh là coi như là ngoại ngữ thứ nhất của nó. Thì ngoại ngữ 2 là hiện nay chúng tôi có là tập trung vào tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật. Và như vậy là có 3 cái ngoại ngữ 2 dành cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Và những nó học và học theo đến 12 tín chỉ, có nghĩa là tương ứng với yêu cầu đầu ra của chuẩn quốc tế của tiếng Trung, rồi tiếng Nhật và tiếng Pháp nếu các bạn thi. Cho nên là có rất nhiều em là khi học đến các cái xong các lớp theo 12 tín chỉ rồi đó, đều đi thi thì đều đạt được. Cho nên có những em mà nó học tiếng Nhật, tiếng Anh nhưng mà có người Nhật, và sau đó nó lại đủ yêu kiện nó để làm cái công tác của Nhật. Hay là tiếng Trung cũng vậy, tiếng Pháp cũng vậy. Cho nên đó là một cái thuận lợi cho các em. Dạ vâng. Đây có một câu hỏi của bạn Nhi Nguyễn ạ. Là bạn hỏi đó là thưa thầy, là chị em hỏi là sau này đi thực tập á, thì trường và khoa có giới thiệu công ty cho bọn em không, hay là bọn em tự tìm? Và bạn hỏi thêm là chị Vân đó là có thể chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm để mình có thể tìm được việc làm mà phù hợp với mình, cũng như là để có thể tham gia vào nhiều dự án ở bên ngoài ạ. Dạ em mời thầy trước ạ. Cái chương trình đào tạo chuyên ngành á, đều có cái một thời gian là
theo quy định hiện nay là của khoa là 1 tháng để đi thực tập kiến tập. Nó vừa thực tập vừa kiến tập. Nó có phần nhiều là cái kiến tập, nhưng mà có một ít là thực tập. Bởi trong 1 tháng, 4 tuần lễ không đủ. Thì phần nhiều là về tiếng Anh giảng dạy thì hiện nay là trường khoa đã ký kết với các trường phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm ngoại ngữ quốc tế, thì hiện nay cái đó là không có vấn đề gì. Và tất nhiên những ngành như Anh văn thương mại hoặc là biên phiên dịch đều cũng có thể thực tập ở tại các cái cơ sở này cả. Tuy nhiên là nếu để các công ty thì hiện nay là khoa cũng đã ký kết được với một vài công ty du lịch như là Viettravel hoặc là Fiditur và kể cả Critic Council. Và vì vậy cho nên là tất nhiên là khoa cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những cái nơi có thể thực tập hoặc là kiến tập. Nhưng mà vì số lượng sinh viên nó của khoa khá đông, hiện nay là khá đông. Và vì vậy cho nên là thường nhiều là ngoài cái chương trình giảng dạy ra các cái chuyên ngành khác, thì khoa khuyến khích là các sinh viên hãy tự tìm cái nơi nào mà mình cảm thấy thuận lợi cho việc thực tập kiến tập của mình. Và như vậy khoa sẽ có cái thư giới thiệu đến đó, và cuối một cái thời gian thực tập thì họ sẽ gửi một bạn nhận xét về để lấy điểm. Thì như vậy là lúc đó là các bạn nên tự chọn. Bởi vì nói thật ra là khoa không thể nào mà giới thiệu tất cả các cái công ty của các bạn thực tập được. Bởi vì mỗi công ty nhiều khi nó nhận có 1-2 người thôi. Yeah. Mà chúng ta, ví dụ ta có cái ngành thương mại chẳng hạn, nó có khoảng chừng 200-300 sinh viên như thế, thì lúc đó là chắc chắn là khoa không thực tập. Cho nên thường thường chúng ta nên chủ động trước. Và cái đó là cái lợi thế của các bạn. Dạ vâng, mời chị Vân chia sẻ thêm cho các bạn ạ. Về thực tế thì trước khi mà các bạn muốn đi ra ngoài và khi tốt nghiệp xong á, các bạn có công việc làm ổn định liền á, thì trong cái thời gian các bạn còn là sinh viên thì các bạn cũng nên tìm cơ hội đi thực tập để kiến tập nhiều hơn. Bây giờ là cái thời đại cũng mở cửa hơn nhiều so với là ngày xưa, các tổ chức NGO, NPO và các công ty nhỏ nhỏ nữa, thì mình có thể mình phân bổ thời gian cân bằng giữa thời gian học cũng như là cái thời gian mà mình sẽ đi kiến tập và rồi thực tập. Như vậy thì các bạn sẽ chuẩn bị được cái kinh nghiệm thực tế để các bạn vừa bước ra trường là người ta sẽ thấy là mình bản thân nỗ lực mình thật sự là mình có tất cả những cái kiến thức đầy đủ để công ty nhận vào. Chứ thường bây giờ thì giống như thầy chia sẻ đó, là bây giờ cái ngành của mình, ví dụ như tiêu biểu là ngành của mình bây giờ là sinh viên cũng đã rất là đông rồi. Và cái thực tế, nhu cầu thực tế tuyển chọn của công ty thì nó cũng không quá nhiều. Mà nếu như mà mình không chuẩn bị bước đầu cho mình thật sự là giỏi, thật sự là những cái kỹ năng thực tế, ví dụ như là bạn phải đi biết photo, một cái máy photo nó như thế nào, cái đó là thực tế thật sự luôn á. Ví dụ nhỏ đó thôi, mà nếu như kỹ năng đó bạn không biết thì bạn ra trường, bạn cho dù bạn giỏi, rất là giỏi về trên văn bằng của bạn điểm rất là cao, nhưng mà cái công ty thay bạn vào rồi thì người ta vừa nhìn vào vừa sai bạn, giao việc bạn những cái công việc nhỏ nhỏ đó mà bạn không thực hiện được, thì người ta cũng sẽ có rất là nhiều cái đánh giá khác nhau nữa. Cho nên là như vậy thì khi thời sinh viên các bạn đi kiến tập, thực tập cũng như là nên đi vào những cái tổ chức giao lưu quốc tế tình nguyện, đặc biệt là cái ngành của mình, để trau dồi cái ngôn ngữ thực tế thì nó sẽ là tốt nhất. Yeah. Em thấy thường khoa mình lâu lâu cũng có một đoàn sinh viên nước ngoài đến để giao lưu với sinh viên, và thấy các bạn rất là hào hứng để được gặp người bạn xứ. Mà một câu hỏi mà các bạn học sinh lúc này bọn em đi tư vấn cũng hỏi nhiều, đó là khoa mình có giảng viên người nước ngoài không? Và nếu mà giảng viên người Việt dạy á, thì có ảnh hưởng gì đến việc mà phát âm của các bạn, rồi cái việc học nó có bị không được tốt không? Đó, thì với cái trường hợp của khoa mình á, thì thầy sẽ tư vấn như thế nào? Nói thêm với tất cả các bạn sinh viên, các bạn gọi là tương lai sinh viên của Văn Lang, trung học. Thứ nhất là khoa hiện nay chúng tôi tuyển chọn những giảng viên nước ngoài đều xuất phát từ Anh, Mỹ, Úc cả. Chứ chúng tôi không tuyển chọn bất cứ những người nào mà gọi là biết tiếng Anh, mặc dù đó là người nước ngoài. Bởi vì họ phải, và cái bằng cấp của họ phải ít nhất là bachelor, bậc cử nhân, hoặc là master. Nhưng vừa rồi chúng tôi là tuyển 1-2 người là như thế vào đánh giải. Thì điều đó là chắc chắn là không có vấn đề gì cả. Và họ là thực hiện là tương đối là khá tốt. Cái thứ hai là đối với giảng viên của gốc Việt, thì tôi cũng xin nói với các bạn thế này.
30%, từ 30-40% giảng viên của khoa ngoại chúng tôi đó là đều tốt nghiệp từ nước ngoài cả, với cái bằng thạc sĩ. Vậy thạc sĩ trở lên chúng tôi mới có dạy ở bậc cử nhân được. Chứ còn không phải là có cái, trừ một vài chuyên gia về dịch thuật chẳng hạn thì vấn đề nó khác, nhưng đại đa số là như vậy. Thì cũng xin thật thật mà nói là những cái giảng viên đó họ đều dạy nói chung là đa số đối với các bạn giao tiếp về tiếng Anh với các giảng viên không có vấn đề gì, bởi vì ta biết là tiếng Anh hiện nay á, là có tính phổ biến và người dạy tiếng Anh họ còn rèn luyện cái này khá tốt, cho nên cũng không nên là chỉ là người nào mà người nước ngoài tóc vàng da trắng lúc đó là mới dạy tiếng Anh được, mới giao tiếp tiếng Anh được, không phải như vậy các bạn. Cho nên là tôi nghĩ là cái bản thân đầu tiên là chúng ta phải nỗ lực, và thứ hai cái các người thầy cô của chúng tôi đó, cũng đều rất nỗ lực để hỗ trợ các bạn. Và tôi với kinh nghiệm của tôi học và giảng dạy ở các nước Mỹ hay là Úc thì tôi thấy là họ giảng dạy như vậy là đạt yêu cầu rất tốt, cho nên các bạn yên tâm, chúng ta không nên lo lắng quá nhiều chuyện này. Dạ vâng ạ. Về cái ngành ngoại ngữ á, thì nghe cái tên thì nhiều bạn sẽ yêu thích và sẽ có sức hút vào các ngành ngoại ngữ. Tuy nhiên thì đến khi vào học rồi mới biết là nó cực quá. Cho nên nó là nhiều bạn chuyển ngành hoặc là ra trường không có làm đúng cái chuyên ngành của mình. Thì cái đây là thực trạng rất là nhiều. Vậy thì chị Vân cho em hỏi một chút, đó là cái hồi mà chị chọn ngành ngôn ngữ Anh á, là do là hồi cấp 3 điểm tiếng Anh của mình cao quá, xong rồi mình chọn, mình tự tin mình chọn, hay là do mình có một lý do nào khác để chọn ngành ngôn ngữ Anh ạ? Thật ra là mình rất là thích cái ngôn ngữ Anh. Vì bản thân là gia đình mình cũng có người thân ở nước ngoài, cho nên cũng đã định hướng cho mình từ nhỏ là học ngôn ngữ Anh. Cho nên là mình bản thân là sở thích thôi. Cũng như là khi mà mình học, tất nhiên là sở thích và thực tế nó là một câu chuyện rất là khác nữa. Và khi mà dấn thân vào rồi thì mình cũng cảm thấy rất là khó. Nhưng mà vì có sở thích và vì mình thôi cứ tiếp tục từ từ, từng bước một thì nó cũng sẽ qua thôi. Có nhiều bạn học sinh cấp 3 thôi là điểm tiếng Anh ở thời cấp 3 thấp. Nói chung là cảm giác như là mình rất là đam mê ngành ngôn ngữ, nhưng mà tiếng Anh điểm thấp nên không có tự tin để vào những ngành này. Thì cái điểm tiếng Anh thời cấp 3 nó có quyết định đến cái việc học của mình ở thời đại học nếu mình chọn ngôn ngữ Anh không ạ? Tôi nghĩ cái này là rất bình thường thôi. Ở khi ở cấp 3 chẳng hạn, hay là bất cứ ai đó mà lâu nay cái tiếng Anh mình cảm thấy mình nó kém, nhưng bây giờ mình muốn thực sự sử dụng tiếng Anh được thì việc đầu tiên là cái nỗ lực, cái xác định và cái nỗ lực của chính bản thân trước. Ví dụ thay vì người ta học một ngày 1-2 tiếng, bây giờ chúng ta các cái công cụ của máy tính, các cái phần mềm website rất nhiều, và mình cứ ngày nào mình chịu khó mình mở ra, thay vì ngồi chat Zalo với các bạn mất thì giờ nhiều quá, ta mở cái đó ra và chúng ta có thể tự học. Và chính cái đó nó phát triển, và trong thời gian ngắn nhất thì các bạn cũng bằng có thể, tôi tin tưởng và có một vài kinh nghiệm mà tôi đã thấy có những người họ chỉ học như vậy trong 6 tháng có bằng cả người học 10 năm mà đã học tiếng Anh rồi. Thì như vậy chỗ này là vấn đề là cái nỗ lực của bản thân. Chứ thôi là đừng có mong muốn là daydream, là mơ mộng. Trong tiếng Anh có chữ daydream là mơ mộng đấy. Nhưng mà phải làm sao giấc mơ mình come true, nó thành việc mới là vấn đề. Mà muốn như thế thì chính bản thân mình mới hỗ trợ giúp cho mình được, chứ cái người bên ngoài họ hỗ trợ một phần thôi, chứ không phải là người bên ngoài hỗ trợ là mình thành công được ngay. Đó là cái lời khuyên mà của tôi như thế. Với một người mà cũng học về bên Đông Phương như em á, và được tiếp xúc với văn hóa và ngôn ngữ của một quốc gia khác á, thì chị đảm bảo với các bạn luôn, đó là một cái thế giới rất là hấp dẫn và thật sự là thú vị. Mình sẽ học được rất là nhiều điều, không chỉ là về ngôn ngữ đâu, mà về văn hóa, về các cái thông tin về một đất nước, để mình hiểu về cách ứng xử sinh hoạt của con người đất nước đó. Và nó sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong cuộc sống sau này, không chỉ là về công việc. Và có thể là sau này các bạn sẽ không chọn dịch thuật, không chọn ngôn ngữ, ngoại ngữ để mà làm công việc chính của mình sau này, nhưng chắc chắn trong một cái mảng việc nào đó mình cũng sẽ phải sử dụng nó. Cho nên nó là nếu mà mình đã có đam mê về ngoại ngữ thì hãy cứ tìm hiểu thêm và phải học hỏi thêm nhiều và kiên trì với mục tiêu của mình.
Tại vì ngành này là một ngành rất là khổ chứ không có sướng gì. Thì nếu hôm nay á, thì thời gian của nhà Lạc cũng gần hết rồi. Thì chị Vân trong một cái ngày mà trở lại trường, và em thấy là sáng nay chị đến cơ sở 3 chị rất bất ngờ. Vì bây giờ cơ sở 3 nó quá là khác và trường quá là đẹp, rộng lớn đi. Thì chị có lời nhắn nhủ nào lại với đàn em của mình và về cái thời mà hồi sinh viên chị học Văn Lang á, chị nhớ nhất những điều gì ạ? Vâng, hôm nay cũng là rất là may mắn, cũng như là rất là trân trọng cái cơ hội mà nhà Lạc cũng như trường Đại học Văn Lang đã tạo điều kiện cho mình đến đây để giao lưu với lại các em. Thì nếu như mà mình trở lại là sinh viên của thời trước, và mình cũng chỉ mong rằng là mình sẽ nói với bản thân mình, hoặc là sẽ có hy vọng là có được những thầy cô, nhiều thầy cô quan tâm hơn với lại học sinh, sinh viên của mình như bây giờ. Tại vì chị thấy là đội ngũ giảng viên của mình bây giờ rất là quan tâm đến sinh viên, tư vấn rất là nhiệt tình, có những cái chương trình tư vấn luôn. Ngày xưa cũng có nhưng mà nó ít hơn, tại vì cái số lượng ngày xưa nó ít hơn. Thì cho nên là như vậy, thì vừa mình sẽ nhắc nhở bản thân mình đó là vừa phải cố gắng từ cái nỗ lực của bản thân mình, cũng như là xác định được là mình phải đi từ từ, và ước mơ nào á nó cũng cần phải có bắt tay và hành động hết. Mà hành động đây á, là không phải là mình một ngày một bữa nó sẽ thành công, mà nó phải là nhiều năm nhiều tháng tích lũy lại. Thì các bạn làm gì cũng vậy, là mình cũng phải nên có sự kiên nhẫn, kiên trì nhất định, rồi thành công nó sẽ đến. Em cảm ơn chị. Với một người mà kinh nghiệm lâu năm vừa làm việc vừa giảng dạy như thầy á, thì thầy có chia sẻ nào với lại các bạn sinh viên là học trò của mình, và cả những bạn mà sẽ là học trò tương lai của thầy ạ, đối với lại ngành ngôn ngữ, ngoại ngữ như thế này? Như tôi có nói từ đầu cho đến nay, chắc chắn dù mình chọn một ngành học nào đi nữa, cái nỗ lực bản thân là đầu tiên, và thứ hai là cái đam mê, và thứ ba là cái định hướng tương lai của mình. Tất nhiên cuộc sống nó có nhiều, có thể có những giai đoạn nó thay đổi, nhưng ít nhất là chúng ta phải xác định lúc này, trong giai đoạn ít nhất là trong vài ba năm, là mình quyết định cái gì trước. Ví dụ bây giờ mình muốn là muốn chọn ngành ngôn ngữ Anh thì tự nhiên tiếng Anh, và sau khi mình nghe các cái diễn giả, mọi người cố vấn, rồi là các thầy cô bạn bè nói như thế, thì bây giờ mình xác định xem thử mình nên học không. Và nếu mình học nó thì mình có những cái là cái điểm tốt gì rồi, và cái nhược điểm gì để mình học tiếng Anh, là tự nhiên mình biết, người khác khó biết. Và trên cơ sở đó là mình phải khắc phục cái mà mình chưa tốt. Ví dụ như là lâu nay mình nói là nghe không hiểu, nhưng vì mình lâu nay mình không nghe, thì bây giờ tại sao mình nghe nhạc tiếng Anh đấy, mình nghe xem phim bằng tiếng Anh đấy, thiếu gì ở trên internet, các website rất nhiều, và nghe một lần chưa được, nghe hai ba lần mà nó sẽ quen dần, nó sẽ quen dần. Đó là những cái sự thay đổi. Và tất nhiên là khi mình đã có những cái nỗ lực như vậy, thì tôi nghĩ là cái mong muốn của các bạn nó sẽ thành công thôi. Và tôi cũng xin nói một cái điều là thế này, tiếng Anh là toàn cầu, và ngày nay người ta giao tiếp rất quan trọng, và tiếng Anh giúp chúng ta giao tiếp mở rộng. Vậy thì tiếng Anh cũng vừa là một cái công cụ mà vừa là cái nghề nghiệp. Nghề nghiệp là chắc chắn sẽ có, nhưng đầu tiên là công cụ. Mà khi ta sử dụng mỗi công cụ tốt, tiếng Anh tốt, thì tôi tin là tương lai các bạn chắc chắn sẽ tốt. Bởi vì trên thế giới này bây giờ người ta cần những người có thể sử dụng tiếng Anh để làm rất nhiều ngành nghề khác nhau. Các bạn học tiếng Anh ở Việt Nam, ở Đại học Văn Lang, nhưng nếu một mai các bạn qua Malaysia, là Thái Lan, Singapore, hay thậm chí Úc, New Zealand, và các bạn muốn làm việc bình thường, và lúc đó các bạn có những đam mê, các bạn vẫn cứ làm bình thường như cô Vân đây chẳng hạn, chẳng có vấn đề gì cả. Cho nên lời khuyên của tôi là các bạn cứ xác định, nếu được thì chúng ta cứ cố gắng, còn chúng ta có những nhược điểm nào thì ta biết rồi, là cố gắng khắc phục. Và tất nhiên khoa, trường cũng như khoa, các thầy cô ở trong khoa mà các bạn cần có những gì hỗ trợ thì đều phải có những người đều hỗ trợ các bạn cả. Cho nên tôi nghĩ các bạn cứ yên tâm, come here with us. Cái phương pháp mà thầy nói là
nghe tiếng Anh rồi nghe nhạc rồi là xem phim rồi đó, là em thấy là giống với lại phương pháp mà ngày trước là sư phụ của em dạy tiếng Trung cho em á, là có bày một phương pháp mà em nghĩ là đối với ai mà học ngoại ngữ thì có thể là đều áp dụng được rất hiệu quả. Đó là thầy gọi là phương pháp là thiết đầu công, tức là mỗi ngày cứ mở một cái bộ phim nào đó cũng được nhưng mà không được phụ đề, xong rồi hoặc là nghe nhạc mở lên, xong rồi cứ để như vậy không hiểu cũng được, cứ để ngày này qua ngày khác là mình sẽ được kiểu như là mình thẩm thấu được cái âm điệu và cái cách nói của người bản xứ, thì tự nhiên cái ngoại ngữ của mình sẽ lên rất là nhanh. Tôi lấy ví dụ như là các cô đang nói là nói thêm một chút này, tôi lấy ví dụ về âm nhạc, các bạn bật kia ở trên website, trên Google nó ra rất nhiều, nó có cái lời nhạc và nó nghe nó hát, nhìn vào lời nhạc, tại sao mình không ngồi đó mình nhìn vào đó hát luôn như karaoke vậy, và mình hát xong mình thấy sao âm mình nó chưa giống cái đó, hát lại và mình cũng có thú sẵn, và chắc chắn các bạn chỉ nghe và hát theo bài hát đó karaoke kiểu của chúng ta bằng tiếng Anh thôi, thì chắc chắn đến bài thứ 10 âm dầm của các bạn hoàn toàn thay đổi, điều chắc chắn, đó là kinh nghiệm mà tôi nói là các bạn. Thứ hai là tôi hay nói với người sinh viên của chúng tôi, các bạn trẻ ngày nay chúng ta hay dùng cái Facebook, các cái Zalo, thì bây giờ mình lập ra cái nhóm Zalo Facebook mà chỉ sử dụng tiếng Anh thôi. Còn ai không biết tiếng Anh thì thôi ra cái nhóm mà tiếng Việt. Thế là vô đó là mình cứ thêm mỗi ngày mình tâm sự bằng tiếng Anh, mình comment bằng tiếng Anh, mình chia sẻ bằng tiếng Anh, và các bạn kia vào tiếng Anh. Có thể tiếng Anh chưa tốt nhưng đó là cái cơ hội thực tập tiếng Anh mà mình nên có. Và tự nhiên ngày nào mình có sử dụng tiếng Anh cả thì chắc chắn một mai gặp đi ra gặp một người nói tiếng Anh, no problem, mình sẵn sàng. Em cảm ơn thầy. Em kể chị Vân nghe là sinh viên ngoại ngữ ấy khéo nhau á, là trời ơi, trong khoa là thầy Hưng nói tiếng Anh hay lắm. Cho nên là để kết thúc số live hôm nay thì thầy có thể dành một lời chúc nào đó hoặc một lời chia sẻ nào đó với lại các bạn sinh viên ngoại tiếng Anh không ạ? Yeah, of course. First of all, I would like to say that welcome all of you to our program here, Nha Lạt programs, and listen to our general conversation, our talk about how to develop your language skills, English skills, for your future jobs. And not only the student of Van Lang University, but also a promising student from high school in Vietnam, I hope that this summer many of you will be with us, with our programs on our campus, Van Lang University. Thank you for listening and hope to see all of you again. Xin chào giáo sư. Hay quá thầy ơi. Mà nhưng mà bữa nào á thầy nghiên cứu, thầy biên phiên dịch giùm em cái chữ Nhà Lạt qua tiếng Anh nha thầy. Oh, yeah. Okay. Dạ, em cảm ơn thầy và em cũng cảm ơn chị Vân hôm nay đã đến thăm lại trường, và hy vọng là với nhiều năng lượng như vậy và nhiều cái thiện ý với xã hội như vậy thì chị, các dự án cộng đồng của chị sẽ ngày càng phát triển hơn và nhiều bạn biết hơn. Và em mong là thầy sẽ luôn giữ sức khỏe để mà tiếp tục là tư vấn và giảng dạy các bạn thế hệ sinh viên Văn Lang thêm. Dạ. Vâng, và cảm ơn các bạn đã hôm nay đã chăm chú theo dõi Nhà Lạt. Đến bây giờ là cũng hơi lố thời gian một chút, cũng gần 90 phút rồi. Và nếu như có câu hỏi nào thì các bạn cứ comment bên dưới và các anh chị sẽ chuyển câu hỏi đến cho thầy và chị để tiếp tục tư vấn thêm cho các bạn nha. Và cảm ơn các bạn, chào tạm biệt. Ok, goodbye, see you. Ôm mai Văn Lang đến đây cùng tôi cùng chăm học thành tài. Ôm mai Văn Lang đạo đức đi cùng ý chí bay vút cao. Ý tưởng sáng tạo cùng mang những khát khao lớn. Đoàn kết là sức mạnh truyền thống chúng tôi luôn tự hào. Our home, our pride, our life, our style, nhiệt huyết trong mỗi người mang thành công đi khắp nơi. Our home, our pride, our life, our style, ngày chúng tôi tươi cười mang thành công đi khắp nơi. Ba 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 ba
ba, yeah, ba, 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 da, ba. This is my Văn Lan. My Văn Lan. My Văn Lan. Oh, 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 oh. Yo, đây là Văn Lan, để bên đến với tôi thì đây là sang trang. Người công sức vào trong mà nhà thật hân hoang. Mỗi ngày đến Văn Lan cùng với Ninh vẫn nên dẫn chàng. Văn Lan, Văn Lan. Tôi còn một cặp phát cho tới Bình Thạnh. Đi đâu cũng thấy Văn Lan. Nếu mà cần giúp đỡ tôi luôn sẵn sàng. Hết lòng hỗ trợ lẫn nhau. Đạo đức ý chí sáng tạo phát triển cao. Our hope, our pride. Our life, our style. Nhiệt huyết trong mỗi người. Mang thành công đi khắp nơi. Our hope, our pride. Our life, our style. Ngày chúng tôi tươi cười. Mang thành công đi khắp nơi. Ba 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 ba. This is my Văn Lan. My Văn Lan.